Địa điểm không trọng lực trên trái đất hóa ra có thật. Magnetic Hill, đội Nam Châm, ở Ladakh, Ấn Độ là nơi tạo cảm giác không trọng lực như trên vũ trụ. Khi đến đây, mọi người chỉ cần dừng ô tô trong ô kẻ trắng trên đường, tắt máy thì xe sẽ tự chạy lên dốc với vận tốc khoảng 15 đến 20 km/h. Thậm chí, nước đổ ra đường cũng chảy ngược lên dốc một cách kỳ lạ. Người dân ở Ladakh tin rằng, đội Nam Châm từng có một con đường dẫn lên thiên đường trong truyền thuyết. Chỉ những người xứng đáng mới được kéo thẳng vào con đường này. Khi vào bên trong nhà hàng Cáp và Đao, Georgia, du khách sẽ thấy mọi đồ vật treo lủng lẳng trên trần nhà như bàn lộn ngược, bồn rửa, nhà vệ sinh và cầu thang. Vậy nên, nhiều người tò mò vì sao kiến trúc sư lại thiết kế đồ vật không giống như những nơi khác khi dường như chúng không bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Mystery Spot ở Santa Cruz, California, Mỹ là một trong những địa điểm không trọng lực trên trái đất. Tại đây, du khách không khỏi bất ngờ khi chứng kiến những quả bóng lăn ngược lên dốc, sợi chỉ treo gần như song song với sàn nhà. Con người có thể đứng nghiêng về phía trước 45 độ mà không bị ngã. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy mất phương hướng, mất thăng bằng khi đứng giữa bốn bức tường của căn nhà. Từ đó, một số giả thuyết cho rằng căn nhà này nằm trong một vùng điện từ mạnh hay có những lực địa chất khác thường nào đó tồn tại dưới lòng đất. Thậm chí có ý kiến cho rằng người ngoài hành tinh đã bóp méo sự tác động của lực hấp dẫn ở địa điểm này.